Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Con 68. Thì cũng giống như thường lệ thôi, tầm khoảng giữa tuần thì mình sẽ cho ra một video để mà có thể cập nhật cho anh em những cái tin tức đang diễn ra trên thị trường hiện tại. Thì không cần phải nói quá nhiều nữa. Vào cái thời điểm này đó, thì mình biết chắc rằng là không chỉ riêng mình mà đại đa số anh em luôn, thì chúng ta đang rất là buồn bã và đang rất là hoang mang với cái tình hình thị trường hiện tại, đúng không? Tại vì là những cái yếu tố nó khá là bất ngờ và chúng ta không thể nào chúng ta đoán trước và kiểm soát được, thì nó đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái tình chung của thị trường hiện tại chúng ta. Và để có thể nói rằng là rất nhiều người đang hoang mang và đang dự đoán rằng là thực sự chúng ta đang bước vào một cái chu kỳ downtrend hay không. Theo cá nhân của mình nha, bằng những cái nguồn tin tức cũng giống như là những cái nguồn dữ liệu mà mình cảm thấy rằng là nó trùng hợp với những cái thời điểm trong quá khứ và cùng với những cái nhận định đến từ những người có tầm ảnh hưởng nhất định trên thị trường đó, thì ngay tại thời điểm hiện tại thì hết khoảng là 80% theo cá nhân của mình là cho rằng là thị trường của chúng ta đã bước vào một cái chu kỳ downtrend rồi. Và tại sao mình lại nói như vậy? Thì anh em nào mà đã theo dõi mình ở trong một cái video mình đã giải thích rất kỹ và rất chi tiết về những cái dữ liệu quá khứ kéo dài từ năm 2013 đến năm 2021 nó ra sao, thì ở đây mình chỉ giải thích một cách ngắn gọn thôi. Thì anh em cũng thấy ở đây là mình đang sử dụng cái biểu đồ BTC trên USD của sàn Bitstamp, một cái sàn mà nó đã rất là lớn và đã rất là có những cái thâm niên trong quá khứ rồi, tức là nó đã được hình thành và được hoạt động khá là lâu rồi đó anh em. Thì chúng ta có thể thấy rằng chúng ta hãy kéo lại năm 2013 đi. Rồi đó, như mình cũng đã giải thích, năm 2013 là một cái năm bắt đầu một cái chu kỳ uptrend của BTC. Thì anh em thấy á, khi mà nó uptrend như vậy thì nó rơi vào tầm khoảng tháng 2 đúng không? Khi mà nó kết thúc tháng 2 thì nó đã xác nhận một cái tín hiệu rằng là nó đã đi vào chu kỳ downtrend. Và từ đó chúng ta đã thấy rằng nó đóng một cái cây nến tháng thứ 2 nó dài ngoằng và cái áp lực bán nó cực kỳ mạnh vào cái tại thời điểm này nè. Thì anh em thấy rằng là bắt đầu kể từ tháng 2 năm 2014, tức là sau một cái chu kỳ uptrend vào năm 2013, thì bước vào tháng 2 năm 2014 nó xác nhận một cái cây nến lực bán rất là mạnh như vậy. Và nó đã đi 4 năm, nó đã đi đúng 4 năm chu kỳ downtrend tiếp theo cho đến năm 2017 nha anh em. Đây, năm 2017 thì chúng ta cũng lại bắt gặp vào một cây nến tháng thứ 2 như thế này. Và sau khi đóng cây nến tháng thứ 2 thì chúng ta lại xuất hiện một cây nến tháng thứ 3, đóng một cái lực bán cực kỳ mạnh vào cây nến tháng thứ 3. Thì nó cũng tương tự như trong năm 2013, một cái chu kỳ uptrend đúng không? Và tầm khoảng tháng 2, tháng 3 thì nó xác nhận một cái chu kỳ downtrend. Và sau đó 4 năm tiếp theo nó đã đi vào một cái mùa đông crypto cho đến năm 2021. Đó, đến năm 2021 nó uptrend cực kỳ mạnh như vậy. Đó, và cho đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng đang đứng một cái ngưỡng, mình hay gọi là cái ngã ba đường, ở một cái tháng gọi là tháng thứ 2 và tháng thứ 3. Và anh em thấy trong 2 tháng này thì lực bán liên tục xả xuống và hình thành cái nến lực bán rất là mạnh. Và nó không hề rút râu, anh em thấy không? Bây giờ một cái cây nến tháng thứ 2 như thế này, nó ép bán xuống như vậy, chúng ta không hề thấy một cái tín hiệu rút râu. Và ngay tại thời điểm mình làm video này, nó đã là ngày 24 tháng 2 rồi, và chúng ta còn 4 ngày nữa đó để mà chúng ta có thể đóng được cái nến tháng thứ 2 như thế này. Và với cái tình trạng hiện tại thì khi mà bước qua cái tháng thứ 3 đó, xét theo cái dự kiện lịch sử mình vừa trình bày đó, vào năm 2013 và năm 2017 đó, thì chúng ta khả năng cao chúng ta đã bước vào một cái chu kỳ downtrend rồi đó. Và thường á, thì tháng thứ 3 của BTC á, mà khi mà nó dao động trong quá khứ thì anh em thấy đâu, đây, từ kéo dài từ năm 2011 nha đến năm 2021 thì dường như là nó chiếm phần lớn là nó giảm giá rồi, chứ nó không thể nào mà nó vượt trội hơn hẳn, trừ những năm uptrend như là năm 2013 nè mình nói đây, hoặc là năm 2017 thì nó cũng nó bắt đầu đi vào cái chu kỳ downtrend nè. Đó, thì đây là vào những cái năm uptrend này anh em thấy không, 2013, 2017 và 2021 thì dường như là nó cũng có giảm vào năm 2017, nhưng mà thực sự là cái tín hiệu giảm thì nó chỉ rất là nhỏ mà thôi. Đó, còn lại thì dường như là một màu đỏ thẫm hết. Đó, thì cái điều này là mình cũng đã nói, mình cũng đã xác nhận trong một cái video trước đây rồi. Mình nhớ không nhầm là mình làm vào tháng 12 hoặc là tháng 11 gì đó. Đó, thì nếu anh em chú ý điểm đó thì chúng ta cũng đã ghi nhận được một cái dữ kiện này. Và mình chắc chắn một điều rằng là trong tuần này thì dĩ nhiên rằng không có một cái tin tức nào về altcoin nổi bật cả, và nếu có nó chỉ là những cái rất là nhỏ mà thôi, như là triển khai cái những cái bước phát triển nhỏ. Thực tại mà nói đó, thì tất cả dường như đang bị xoáy sâu vào cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thật sự thì bây giờ tâm lý của mình nó cũng khá là buồn bã nữa, nhưng mà không sao đâu. Nhưng mà trong sáng ngày hôm nay đó thì chúng ta đã phải nhận một cái tin tức cũng khá là tiêu cực, đó chính là Nga thì đã bắt đầu là rục rịch và đã tấn công sang Ukraine rồi, chứ không còn thông qua lời nói, cũng không thông qua những cái màn cuộc gọi như trước đây nữa. Tức là tổng thống Putin đó, ông đã làm thật rồi. Đó, thì mình cũng không nói thêm về những cái vấn đề chính trị gì nữa.
tại vì đó là những cái vấn đề nhạy cảm, nhưng mà anh em phải nên biết rằng là đây là thực sự cái bức tranh hiện tại của chúng ta đang cực kỳ tồi tệ nha. Đó, đang cực kỳ tồi tệ. Và cái điều mà khiến BTC giảm như vậy đó thì nó sẽ gây ra những cái luồng tranh cãi, gây ra những cái luồng quan điểm nó trái chiều như sau. Nhưng mà theo mình nghĩ đó thì cái lý do mà khiến BTC có thể sụp sâu như vậy đó thì anh em biết rằng là nó nằm ở cái vấn đề nào không? Thì đầu tiên đó thì trước đây chúng ta hay thường nói rằng là BTC, đúng không? Khi mà anh em biết tới BTC, anh em biết tới Bitcoin đó, thì cái việc đầu tiên chúng ta hay thường nghe đến đó là Bitcoin là một cái gì đó để mà chúng ta có thể lưu trữ giá trị. Bitcoin là vàng kỹ thuật số để chúng ta có thể là một cái nơi trú ẩn an toàn. Đó, bất kể khi nào chúng ta có chiến tranh nè, chúng ta có nạn đói, chúng ta có những cái gì đó nó tác động từ phía bên ngoài vào, thì chúng ta vẫn có một cái tài sản khác để mà chúng ta có thể trú ẩn một cách an toàn, chúng ta có thể phòng hộ an toàn hơn vàng. Đó, thì BTC được kỳ vọng như vậy. Nhưng mà cái bức tranh hiện tại anh em thấy nó trả về cho chúng ta rằng là Nga và Ukraine đã hành động rồi, và Mỹ rồi các nước châu Âu họ cũng đã có những cái lời tuyên bố nó cực kỳ ghê gớm, cực kỳ đanh thép và nhắm thẳng trực tiếp vào Nga rồi. Đó, vậy thì bây giờ cái tín hiệu nó trả ngược về cho chúng ta là BTC dường như nó không đáp lại được cái kỳ vọng đó, đúng không? Những cái kỳ vọng như là BTC sẽ trở thành một cái nơi trú ẩn tài sản an toàn, sẽ trở thành một cái quỹ phòng hộ, sẽ trở thành một cái gì đó nó an toàn khi mà những cái sự kiện như thế này nó xảy ra. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì nó lại không như vậy. Đó, cái kỳ vọng là không có, mà ngược lại chúng ta thấy rằng là vàng kỹ thuật số đã hoàn toàn bị lép vế trước vàng thật, mà ở đây là vàng thật đó anh em, vàng mà kim loại đó. Đó thì anh em thấy dường như ngay khi mà Nga phát động đi cái tín hiệu chiến tranh đó thì vàng của chúng ta đó, anh em thấy nó dựng một cột thẳng đứng như thế này, và dường như nó chỉ cách một cái đỉnh của nó tại khoảng là 2076 đô mà thôi. Đó, thì cái điều này nó cho chúng ta thấy được rằng là sao là cái thị trường của chúng ta nó vẫn chưa có đủ niềm tin, và nó vẫn chưa có đủ một cái sự chắc đối với các nhà đầu tư, đối với BTC, và những cái gì đó nó thuộc về cái khoản dự trữ, quỹ phòng hộ gì đó, và BTC sẽ trở thành vàng kỹ thuật số. Ở đây mình nói không phải là mình đang chỉ trích BTC, anh em hiểu không? Mình không nói để mà mình phản bác lại rằng là giá giảm BTC nó chẳng còn giá trị gì cả, không. Ở đây mình chỉ đang nói là ngay tại thời điểm thực tại thôi, thì những cái kỳ vọng đó của nhà đầu tư đối với BTC như một cái nơi trú ẩn tài sản an toàn đó thì nó lại không có. Tất cả chỉ là những cái lời nói, những cái niềm tin mà thôi. Đó, còn về việc mà BTC mà nó sẽ làm được cái điều đó trong tương lai đó thì mình vẫn hoàn toàn tin tưởng. Đó, nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì chúng ta lại không có gì ở cái thời điểm này cả. Và cái điều đó nó càng chứng tỏ rằng là nếu mà BTC không thể hiện được cái niềm tin đáp lại kỳ vọng như vậy mà liên tục bị xả như vậy, thì anh em biết rằng là nó sẽ áp lên cái tâm lý chung đám đông rất là nhiều, và nó sẽ kéo theo dài ngày, dài tuần và dài tháng, thậm chí là vài năm cơ. Thì đó là cái nguyên do đầu tiên để mà chúng ta có thể xác nhận rằng là chúng ta đã bước vào một cái chu kỳ downtrend rồi. Và đến khi đến một cái giai đoạn nào đó, khi mà chúng ta có được cái niềm tin rồi, người ta sẽ sẵn sàng, người ta đổ tiền vào BTC. Những nhà đầu tư cá nhân, những nhà đầu tư nhỏ lẻ và những nhà đầu tư tổ chức, họ bắt đầu quay ngược lại cái dòng tiền đó vào. Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ bắt đầu một cái hành trình xây dựng lại niềm tin, bắt đầu là một cái hành trình rằng là BTC sẽ bắt đầu hồi phục và tăng trưởng mạnh hơn ở trong tương lai. Đó, để mình làm rõ quan điểm rằng là cái suy nghĩ của mình về Bitcoin đối với trong tương lai thì nó vẫn còn và nó vẫn luôn như vậy. Nó vẫn luôn như cái ngày đầu tiên mà mình làm cái video đầu tiên gửi đến cho anh em rằng là mình có tin BTC hay không, mình có phải là một người thực sự lạc quan, thực sự bullish về cái sự phát triển của BTC hay không. Đến bây giờ nó vẫn có, nhưng mà chúng ta không thể nào chúng ta đối chấp cái quan điểm đó để mà chúng ta có thể khẳng định rằng là bây giờ chỉ là một điều chỉnh mà thôi, rồi tất cả sẽ đâu lại vào đấy. Không phải anh em, tại vì bức tranh bây giờ hiện tại nó đã quá rõ ràng như vậy rồi. Đó nha. Rồi, cái vấn đề tiếp theo mà mình muốn chia sẻ chính là những cái quan điểm của những người ảnh hưởng. Như mình vừa nói thì thứ nhất chúng ta hãy nói về Sam. Sam chính là CEO của sàn FTX, thì anh em cũng đã quá là biết rồi, và cũng là một trong những cái tỷ phú crypto giàu nhất cái ngành này. Đó, thì Sam cũng đã nói là cái việc hiện tại khi mà cái biến cố giữa Nga, Ukraine, châu Âu và Mỹ đó thì nó cực kỳ tệ hại, nó cũng như những gì mình vừa chia sẻ mà thôi. Đó, và nó ảnh hưởng tác động trực tiếp tới crypto. Mà crypto thì sao? Crypto đó từ lâu đó, khi mà những anh em nào mà đã tham gia thị trường trước đây rồi thì anh em cũng biết rằng là crypto từ lâu, cái sự biến động của crypto một ngày nó tới 10%, nó tới 20%, nó tới 20%, thậm chí là nó có thể x 100 lần, có thể x 50 lần, đúng không? Có những cái trường hợp như vậy rất là nhanh chóng và khiến rất nhiều người từ những cái số vốn nhỏ lẻ có thể trở thành
đại gia, có thể trở thành triệu phú, tỷ phú gì đó, đúng không? Nhưng mà dần dần anh em thấy á, cái sự biến động của crypto bây giờ nó đã không có còn lớn như trước đây nữa rồi. Và crypto dường như là nó có một cái sự mật thiết đối với những cổ phiếu công nghệ. Và tại sao chúng ta lại nói như vậy? Thì anh em thấy á, trong vòng năm qua rất nhiều tổ chức họ đã đổ tiền vào cái thị trường crypto này. Chúng ta có thể nói như là Tesla, như là MicroStrategy. Và đặc biệt hơn cái sự liên quan này đó, cái sự liên quan này đó, để nói rõ hơn thì chúng ta hãy nhìn vào những cái công ty khai thác Bitcoin, tức là Marathon nè, H8 hay là Bitfarms. Thì anh em thấy là cái cổ phiếu của những, nếu mà anh em theo dõi đó thì anh sẽ thấy những cái cổ phiếu của những cái công ty này nè, đó những cái ông này nè. Đó, nó tăng trưởng rất là, có một cái mối liên hệ rất là mật thiết với Bitcoin. Ví dụ như là Bitcoin trong cái giai đoạn tăng nóng thì cổ phiếu của mấy ổng cũng tăng theo. Và thậm chí đó, đã có một cái báo cáo cho rằng cái lợi cái cổ phiếu của những cái ông mà khai thác Bitcoin nè, nó còn tăng hơn cả cái tỷ lệ tăng của Bitcoin nữa. Tức là sao? Tức là cái sợi dây liên kết giữa Bitcoin và những cái cổ phiếu đó, nó càng dần nó càng xích lại nhau. Và cái điều đó nó chứng minh rằng là cái thị trường của crypto của chúng ta đó, nó đã không còn là thuộc một cái phạm trù riêng nữa, mà nó đang nằm trong một cái tập hợp của một cái thị trường tài chính nói chung. Và bất kỳ một cái sự kiện nào, như sự kiện ngày hôm nay đó, như sự kiện đã kéo dài 2 tuần qua và đỉnh điểm là ngày hôm nay đó, thì cổ phiếu, thị trường tài chính nói chung luôn, nó đều đi xuống hết, và thị trường crypto của chúng ta cũng đều bị kéo theo luôn, chứ nó không nằm ngoài cái phạm vi thị trường tài chính truyền thống riêng nữa rồi đó. Và dần dần á, người ta cũng đã xem cái crypto của chúng ta như là những cái cổ phiếu công nghệ vậy đó. Những cái cổ phiếu công nghệ như là, ví dụ như là bây giờ anh em đầu tư vào BTC, anh em đầu tư vào Ethereum, anh em đầu tư vào những cái đồng altcoin khác, thì chúng ta đang đầu tư vào cái gì? Chúng ta đang đầu tư vào cái gì? Có phải là chúng ta đang đầu tư vào công nghệ không? Chúng ta đang đầu tư vào những cái công nghiệp blockchain mà những cái nhà phát triển đó họ muốn phát triển đó, họ có thể cải tiến cái thị trường tài chính truyền thống cho đem lại nhiều sản phẩm hơn cho chúng ta đó. Chứ chúng ta không phải đầu tư vào crypto, thì nó cũng đã thuộc một cái phạm trù công nghệ rồi. Và dần dần đó, tại sao mình hay gọi là bây giờ crypto nó cũng giống như cái cổ phiếu công nghệ, nó là như vậy ha. Rồi, và ngoài Sam thì chúng ta còn có nhà đồng sáng lập của Huobi nữa. Thì sàn Huobi cũng là một trong những sàn lớn và sừng sỏ trên thế giới luôn. Thì anh em cũng biết là sàn Huobi, thì đồng sáng lập của sàn Huobi là ông Do-chun đó, thì ông cũng đã nói rằng là ok, có lẽ bây giờ thì là thị trường của chúng ta cũng đã sắp bước vào cái mùa đông crypto rồi. Ở đây mình nghĩ rằng là ông dùng từ sắp thôi, chứ ông không có dám là thị trường của chúng ta đã thực sự bước vào mùa đông crypto. Tại vì bây giờ cái làn sóng trên thị trường gặp được rất nhiều cái ý kiến trái chiều anh em đó. Nhưng mà khi mình đọc những cái quan điểm của ông thì mình cũng cảm thấy rằng là chính bản thân ông, là ông cũng đã khẳng định là chúng ta đã bước vào thị trường crypto, chúng ta đã bước vào một cái mùa đông mới rồi. Và uptrend sẽ chỉ với lại vào năm 2024, thì đây cũng là một cái điều mình cũng đã giải thích rất là nhiều rồi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có những cái đợt, có những cái đợt halving của Bitcoin. Thì cái đợt halving mới nhất của chúng ta là vào năm 2020, và cái chu kỳ uptrend của Bitcoin á là cứ sau mỗi lần đợt halving như vậy thì nó sẽ uptrend. Thì vào năm 2024 đó thì cũng sẽ có một cái đợt halving khác của Bitcoin, và cuối năm 2024 thì đầu năm 2025 thì nó cũng trùng khớp với những cái chu kỳ trước đây. Do đó cái quan điểm của Do-chun thì hoàn toàn dễ hiểu. Và cái người mà mình cho rằng là rất là quan trọng để mà có thể tiếp tục củng cố rằng là chúng ta có bước vào một cái chu kỳ downtrend hay không, đó chính là Vitalik Buterin. Thì anh biết á, mình nói đến đây mà mình sợ da gà luôn. Tại vì sao? Thì trước khi đi vào chia sẻ là Vitalik Buterin ông đã nói những gì trong cái mùa đông crypto này, thì trước tiên mình sẽ chia sẻ là những cái đợt mà tại sao mình lại nói là mình cảm thấy rợn người vì những cái phát biểu của ông. Thì anh em biết á, là cách đây vào khoảng là gần một thập kỷ, mà cụ thể là gần 9 năm đó, thì Vitalik Buterin nè, ông có nói rằng á là những cái trend như là trend về DeFi, trend về DAO, những cái như là về những cái mảng khác nữa, tức là những cái gì mà anh em đang thấy ở thị trường hiện tại nè, như là DeFi, đúng không? Như là về DAO, như là về stablecoin chẳng hạn. Nói chung là tất cả những cái mảng anh em thấy trong một cái chu kỳ uptrend nó đã hình thành mạnh mẽ như thế nào, thì Vitalik Buterin ông đã tóm gọn lại tất cả những cái lĩnh vực đó để mà ông đưa ra cái tiềm năng phát triển của chúng. Đó, tức là anh em dễ hiểu là những cái trend bây giờ đó, thì tầm khoảng 9 năm trước thì Vitalik Buterin ông đã đưa tất cả những cái đó vào cái white paper của Ethereum. Thì anh em thấy rằng là nó ghê gớm tới mức nào chưa? Và chỉ có một cái trend mà ông đã không đưa vào cái white paper của Ethereum, và ông cũng không có thể dự đoán được đó chị. Đó chính là cái trend về NFT, về game và Metaverse mà thôi. Nhưng mà về những phần còn lại, tức là những cái mặt còn lại về Web3, về DAO, về DeFi, stablecoin, thì ông đã nói từ 9 năm trước, ông đưa thẳng chúng vào cái white paper của Ethereum. Thì anh em thấy đó là một cái sự rợn da gà đầu tiên
tức là một con người mà một con người như Vitalik Buterin, ông là nhà sáng lập Ethereum và ông đã có một cái tầm nhìn nó gần cả một thập kỷ như vậy, thì anh em thì đây có phải là một con người uy tín để mà anh em có thể tin vào những cái phát biểu, những cái nhận định và những cái quan điểm của ông hay không đó. Và cái sự kiện thứ hai đó chính là cái sự kiện về cross chain. Thì anh em biết á, là vào tháng tầm cỡ khoảng là tháng 1 đó, thì Vitalik Buterin ông đã nói về một về những cái dự án blockchain làm về cross chain đó anh em, tức là làm về cái câu nói blockchain giữa blockchain này qua blockchain kia đó. Thì ông cũng đã nói là ông không có tin tưởng vào cái này, và những cái người, những cái đội nhóm mà làm về những cái dự án này đấy, làm cross chain đó, thì phải cực kỳ cẩn thận, và nếu không sẽ gặp những cái mối nguy hiểm nó sẽ ập tới bất cứ lúc nào đó. Thì đến tháng 2 thì chúng ta cũng đã biết được rằng một cái dự án cross chain cũng khá là nổi tiếng, đó chính là cái dự án Wormhole. Thì cái dự án Wormhole này đó đã bị tấn công với cái mức thiệt hại là lên tới 325 triệu USD, và trở thành một trong những cái cuộc tấn công có cái giá trị tổng thất lớn nhất trong lịch sử của ngành tiền mã hóa của chúng ta luôn. Thì đó là cái sự kiện thứ hai mà mình cảm thấy rằng là Vitalik Buterin thực sự là có những cái tầm nhìn, có những cái góc nhìn mà nó vượt thời đại như vậy, và thực sự nó đúng và nó đã xảy ra trên thực tế rồi. Vậy thì dựa vào hai cái dự kiện đó, thì bây giờ cái sự rợn người tiếp theo mà chúng ta bắt buộc phải đón nhận đó chính là trong đầu tuần này, thì anh em biết là Vitalik Buterin ông đã tổ chức một cái cuộc phỏng vấn với tờ báo Bloomberg đó. Thì ông đã nói rằng là sao, ông đã nói rằng là có lẽ là mùa đông của chúng ta đã sắp tới gần rồi, và thực sự là cái mùa đông này á, nó sẽ cực kỳ khắc nghiệt, và nó sẽ làm sao nữa, nó sẽ thanh lọc đi những cái dự án mà đang tồn tại trên thị trường mà không mang lại bất kỳ một cái giá trị gì cả đó. Nhưng mà Vitalik Buterin đó, ông cũng nói rằng là những cái đợt này nè cũng sẽ là một cái cơ hội tốt để mà dành cho những đội nhóm, những người mà họ có tâm huyết với ngành, họ có những cái cách làm nghiêm túc với ngành để họ đưa ra những cái sản phẩm nó chính chuyên, nó chuẩn mực nhất, thì trong cái chu kỳ sau thì họ sẽ thành công rất là rực rỡ. Thì đó là cái quan điểm của Vitalik Buterin về cái mùa đông đang đến gần và đã xảy ra rồi đó. Thì đây cũng là một cái quan điểm mà mình cho rằng anh em cũng nên lưu ý nha. Và hiện tại chúng ta hãy trở lại câu chuyện của Nga đi, tại vì đây chính là một cái trọng tâm chính trong cái tuần này và cũng trong cái giai đoạn hiện tại luôn. Thì vào cái tình hình ở ngoài bên chiến trường, ngoài Nga Ukraine thì mình không nói nữa, nhưng mà ở bên trong đất nước Nga thì họ cũng có một cái cuộc chiến nó căng thẳng không kém đâu anh em. Và cái cuộc chiến căng thẳng không kém này nó là thật là trùng hợp khi mà nó lại rơi ngay vào crypto nữa mới đau. Thì cái sự việc nó được diễn ra sao thì mình sẽ mô tả cho anh em rằng là như thế này. Tức là trước đây đó, thì anh em biết là thị trường của chúng ta đang yên đang lành, vào tháng 1 đùng một cái ông ngân hàng trung ương Nga đó, ông đề xuất một cái lệnh cấm toàn diện như Trung Quốc vậy. Ông đề xuất một cái lệnh cấm là ok, tiền mã hóa tôi dẹp qua một bên, tất cả những cái gì liên quan cấm hết. Thì anh em biết là vào tháng 1 Bitcoin chúng ta sau khi nhận cái thông tin đó, chúng ta đâm về 33.000 đúng không? Rồi sau đó đó thì Bộ Tài chính Nga đó lao vào nói là không được như vậy, tại vì đây là crypto, là một cái gì đó nó có thể mang lại cái lợi ích cho đất nước Nga bằng cách là tăng doanh thu khai thác của ngành đào Bitcoin nè, nó có thể mang lại rất là nhiều doanh thu cho nước Nga, như mình đã chia sẻ là có thể là một năm lên tới khoảng 12-13 tỷ đô rồi. Rồi và sau đó có rất nhiều cái cơ quan chính phủ khác họ lao vào, và ngay cả tổng thống Putin đó, thì ông cũng đã nói rằng là sao, ông cũng đã nói rằng là cái ngành đào tiền mã hóa tại Nga đó thì rất có tiềm năng và ông ủng hộ cái việc đó. Rồi thì những cái hành động đó nó đã phần nào nó xoa dịu bớt cái đề xuất cấm. Ở đây là cái đề xuất cấm nha anh em, chứ anh em đừng có hiểu là ngân hàng trung ương đưa ra cái lệnh, trời, ngân hàng trung ương chỉ là cơ quan chính phủ thôi, còn lệnh là lệnh từ tổng thống Putin mà ông đã ký thông qua những đề xuất ông tổng hợp lại, ông ký cái phập một cái thì Nga nó mới áp, nó mới ban hành lệnh ra. Còn cái này chỉ là những cái đề xuất từ những cái cơ quan đầu ngành thôi đó. Thì sau đó những cái hành động đó của Bộ Tài chính của tổng thống Putin thì nó phần nào nó đã làm xoa dịu bớt cái đề xuất cấm đó của ngân hàng trung ương. Rồi sau đó thì ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính này nè đó, thì cả hai mới ngồi lại với nhau đó mà thỏa thuận, mà họp hành với nhau gì đó. Thì cuối cùng á, bên chính phủ Nga đó họ mới đưa ra một cái lời tuyên bố là đến ngày 18 tháng 12 thì Nga sẽ đưa ra cái dự thảo luật để mà có thể đưa ra cái khung quản lý tiền mã hóa chứ không có cấm nữa. Thì anh em biết mọi người đang rất trông chờ vào cái khung dự thảo đó được đưa ra vào ngày 18 tháng 2, nhưng đùng một cái tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine nó
lại leo thang lên. Và tự nhiên đến khoảng ngày 16 tháng 2, tức là cách 2 ngày trước khi cái dự thảo luật đó được đưa ra, thì đùng một phát nữa, ông Bộ Tài chính Nga và ông Ngân hàng Trung ương, hai ông lao vào cãi nhau, lao vào đấu tranh kịch liệt luôn, bất chấp những cái lời kêu gọi của Tổng thống Putin là hai ông đi đến thống nhất lẹ đi. Đó, thì cho đến đầu tuần này đó, thì vẫn chưa đi đến bất kỳ một cái thống nhất nào cả. Và cuối cùng đó, cái dự luật đưa ra vào ngày 18 tháng 2 đó, nó bị trì hoãn. Thì anh em biết, khi mà nó bị trì hoãn như vậy, thì niềm tin nhà đầu tư họ trông ngóng vào cái dự thảo luật đó nó như thế nào không? Tại vì cái dự thảo luật đó khi mà được công bố ra đó, thì nó sẽ bao gồm những cái việc như là xem xét tiền mã hóa như là loại tiền tệ, chứ không phải là một loại tài sản gì cả, tức là xem như tiền tệ luôn, và cho phép giao dịch, cho phép người ta giao dịch ở những cái khung giá trị nhất định, ví dụ như là từ 6.000 đô hay là 7.000 đô trong vòng một tháng hay sau đó. Và cuối cùng á, cái thông tin họ đưa ra bây giờ là họ tiếp tục cái cuộc tham vấn và tranh luận kéo dài đến ngày 18 tháng 3, tức là dời một tháng sau ngày 18 tháng 2, cái ngày mà dự kiến đưa ra cái dự thảo luật đó. Rồi, và đến đầu tuần này đó, thì Bộ Tài chính Nga đó, họ đưa ra thêm hai đề xuất nữa. Tức là họ vẫn sẽ chấp nhận cái quan điểm rằng là sao? Rằng là cái quan điểm rằng là họ sẽ cởi mở hơn đối với ngành, và họ sẽ đưa ra những cái khung để mà có thể nâng cấp cái trải nghiệm của những cái người họ giao dịch ở những cái khung khác nhau. Như là nếu mà anh em đó mà có những cái giấy tờ tùy thân hợp lệ, anh em vượt qua được những cái bài kiểm tra, thì chúng ta có thể giao dịch cái mức bao nhiêu nghìn đô đó, mà cụ thể ở đây là 7.600 đô. Và nếu chúng ta không vượt qua những cái bài kiểm tra đó, thì chúng ta chỉ có thể giao dịch và mua bán tiền mã hóa ở mức gọi là từ 600 tới 700 đô mà thôi. Đó, thì đó là những cái đề xuất mới nhất từ Bộ Tài chính. Tức là họ vẫn duy trì cái quan điểm là chúng ta sẽ cởi mở, nhưng mà về cái việc mà thanh toán tiền mã hóa đó, họ vẫn cấm nha. Tức là cái đề xuất đó nó vẫn cấm thanh toán tiền mã hóa. Rồi mặt khác á, thì sau khi mà mình trình bày về những cái mà về Nga, rồi về những cái lục đục mà đang diễn ra trên toàn thế giới hiện nay đó, thì trước đây vào ngày 14 tháng 2, vào ngày Valentine luôn, thì mình đã làm ra một cái bài này. Thì sẵn đây mình cũng xin chia sẻ cho anh em luôn, thì tại sao là mình lại có cái quan điểm rằng là chúng ta nên có một cái đưa ra một cái dự đoán riêng cho riêng bản thân mình, là liệu châu Âu họ có vào cuộc hay không. Thì ở đây thì mình cũng đã liệt kê những cái quốc gia mà trong năm 2021 họ đã thực sự là họ đã lợi dụng cái bệ phóng tiền mã hóa Bitcoin để mà họ triển khai cái CBDC. Và cái CBDC này là gì? Tức là một cái tiền tệ kỹ thuật số do ngân hàng trung ương, tức là chịu sự quản lý của chính phủ đó anh em, để mà họ có cái quyền quản lý cũng như là chi phối về mặt quyền lực đối với cái CBDC này. Nhưng mà cái CBDC á, thì nó lại được tạo ra là dựa trên cái công nghệ blockchain. Tức là sao? Tức là họ vẫn phản bác Bitcoin, họ vẫn cấm, họ vẫn đưa ra những cái luật lệ hà khắc với Bitcoin, nhưng mà họ nói rằng là những cái này là ảo, những cái này là cái gì đó, vân vân và may có đủ hàng tỷ lý do để mà chúng ta có thể chỉ trích về nó. Nhưng mà họ vẫn ưu tiên cái việc sử dụng CBDC và mà không sử dụng Bitcoin hay là Ethereum hay là một cái stablecoin nào cả. Thì tức là sao? Tức là cái mô típ, cái công thức chung này á, nó được vô tình tạo ra cái quốc gia đầu tiên, đó chính là về Trung Quốc. Thì anh em biết cái Trung Quốc trước đây họ không có phải là trong năm 2021 họ không có phải là có một cái đùng như tháng 5 và tháng 9 đâu, mà tại tháng 4 đó họ đã tung hỏa mù cho chúng ta rằng là gì? Họ tung hỏa mù bằng cách đó là ông Libo đó anh em, tức là ông mà ở bên cái BBOC đó, ngân hàng nhân dân Trung Quốc đó. Thì ông có nói rằng là sao? Ông có nói là Trung Quốc đã xem cái việc mà áp dụng tiền mã hóa nó như là một cái công cụ đầu tư rất là tiềm năng, tức là ông tung hỏa mù cho chúng ta rằng là Trung Quốc sẽ mở cửa, đúng không? Nhưng mà thực sự không phải đâu. Ngay khi mà tháng 4 ông nói như vậy một phát, thì đến tháng 5 Trung Quốc lại cấm. Và sau đó Trung Quốc đã thực hiện cái việc mà là bành trướng CBDC rất rất là rộng rãi. Và đến thời điểm hiện tại đó, ngay tại cái Olympic Bắc Kinh mùa đông đó, cái Thế vận hội mùa đông năm 2022 đang diễn ra tại Bắc Kinh đó anh em, thì một cái số liệu rất là đáng kinh ngạc là cái CBDC của Trung Quốc đó chính là cái đồng ECNY đó, thì nó lại được sử dụng trội hơn cả Visa. Thì anh em đủ hiểu vấn đề chưa? Tức là họ tung hỏa mù, họ chấp nhận cái đó, nhưng mà chỉ để một cái vỏ bọc để mà họ lợi dụng cái công nghệ đó để mà họ hợp pháp hóa cái CBDC và họ triển khai cái CBDC của riêng họ mà thôi. Thì cái công thức chung đó nó đã được lặp lại như thế nào? Thì cái việc đầu tiên thì nó lại quay về Ấn Độ. Thì anh em biết Ấn Độ ban đầu họ cũng nói là họ chấp nhận họ mở cửa, nhưng mà sau đó là họ đưa ra những cái đề xuất cấm, và nó cứ xoay một cái vòng như vậy. Và đến bây giờ hiện tại thì họ lại bắt đầu họ đẩy mạnh triển khai cái CBDC của họ ngay trong năm nay. Nhưng mà họ không có giống như Trung Quốc là họ cấm hoàn toàn, mà họ thực hiện cái biện pháp hạn chế. Và cái biện pháp hạn chế ở đây là gì? Tức là họ sẽ đánh thuế rất cao đối với những nhà đầu tư tiền mã hóa, nó lên tới 30% lận. Thì anh em thấy cái mô hình chung, vô hình cái mô típ nó xoay vòng chung không? Đó, tung hỏa mù mọi người chấp nhận, sau đó lại đưa ra những cái lệnh cấm, và sau đó nữa thì triển khai CBDC.
và sau đó nữa là đưa ra một cái lệnh cấm chính thức triệt để đối với tiền mã hóa. Nếu không phải là một cái lệnh cấm chính thức triệt để thì cũng là một cái biện pháp gì đó nó rất là hà khắc đối với thị trường. Và tiếp theo chúng ta tiến tới Nga thì bây giờ Nga cũng vậy đó, ban đầu là một cái đề xuất như mình vừa trình bày cái vấn đề của Nga, cái vấn đề pháp lý của Nga hiện tại đó, ban đầu là trình bày cái đề xuất lệnh cấm từ ngân hàng trung ương đó chỉ là một cái đề xuất thôi. Sau đó là mấy ông ngồi lại với nhau, sau mấy ông đưa ra một cái dự thảo luật cho phép, nhưng mà đến thời điểm hiện tại nó lại trì hoãn và bây giờ bắt đầu có nhiều vấn đề tranh cãi. Nhưng mà song cùng với đó thì Nga cũng đang triển khai một cái CBDC riêng của mình, đó chính là về đồng rúp đó. Và trên thế giới nữa, trước khi mình nói về châu Âu, và trên thế giới nữa chúng ta có ai? Trên thế giới nữa chúng ta có ở quốc gia Nam Mỹ đó, thì ngoài Brazil đó, thì bây giờ Brazil đang là một cái quốc gia mà mình gọi vui đó là Brazil bây giờ đang gánh cả thị trường tiền mã hóa tại khu vực Mỹ Latin nói chung đó nè. Tại sao? Tại vì chỉ có một mình Brazil ủng hộ cái việc đó à. Còn lại là ai? Còn lại là Mexico, còn lại là Peru, còn lại là nhiều quốc gia khác nữa thì bây giờ họ cũng đã lên tiếng, họ không có chơi với tiền mã hóa nữa rồi. Họ đưa ra những cái quy định nó hà khắc, cũng như là những cái lời chỉ trích từ những cái vị lãnh đạo đầu ngành đó. Rồi tiếp theo đến đó là những vấn đề ra sao, tiếp theo đến là những vấn đề về ở những khu vực khác như là về châu Âu đi đó. Về châu Âu thì hiện tại châu Âu là sao? Châu Âu thì trước đây nó cũng không có giống như là về Trung Quốc hay là về Ấn Độ hay là về nhiều quốc gia khác. Châu Âu trước đây, từ trước đến nay bây giờ thì vẫn là khá là lặng thinh đối với cái lĩnh vực này. Anh em phải hiểu cái vấn đề lặng thinh ở đây, tức là họ không có những cái chỉ trích nó khá là khắc nghiệt, và họ cũng không có phải là dấn thân quá sâu vào cái lĩnh vực này. Và thậm chí á, nếu mình không muốn nói là châu Âu là đang là một khu vực họ khá là cởi mở luôn, tại vì những cái ngân hàng hàng đầu châu Âu từ Đức, từ Pháp, từ Ý đó, họ rất là cởi mở với tiền mã hóa. Nhưng mà dạo gần đây đó, anh em thấy rằng là bắt đầu nó xuất hiện những cái luồng tin tức rằng là những cái vị lãnh đạo đến từ châu Âu đó, đầu ngành đến từ châu Âu đó, như là phía của cơ quan thị trường chứng khoán châu Âu, hoặc là về phía của những cái quốc gia như là về Hungary đó, về Belarus chẳng hạn đó, thì họ bắt đầu họ đưa ra những cái việc mà họ chỉ trích tiền mã hóa rồi, và họ nói rằng là cái thị trường này nó hoàn toàn không có một cái giá trị nội tại nào cả, và ngay cả châu Âu cũng nên xem xét một cái lệnh cấm toàn diện đi đó. Nhưng mà về phía của EU thì họ chưa có bất kỳ một cái động thái nào, nhưng mà anh em thấy rằng là bắt đầu nó đã có những cái bước động thái đầu tiên để đi theo cái mô hình chung mà mình vừa trình bày cho anh em đó. Đó, ban đầu là những cái đề xuất thôi, những cái đề xuất nó không có chính thức gì cả, nó chỉ là một cái đề xuất từ một cái cơ quan lớn của một cái quốc gia nào đó thôi. Thì sau đó nó sẽ đi theo một cái mô tiếp như vậy. Và ngay cả chính châu Âu thì bây giờ họ cũng đang bắt đầu họ triển khai cái CBDC của họ. Đúng không? Vậy thì và kết hợp với cái tình trạng hiện tại chính trị, khi mà giữa Nga và Ukraine nó đang đối lập nhau như vậy, và châu Âu đó cũng đang đáp trả về phía NATO, tại vì NATO là thuộc của châu Âu mà, đúng không? Đó, thì châu Âu cũng đang có những cái động thái đáp trả, những cái là tuyên bố cứng rắn đó về tổng thống Pháp Macron tập lâm tùm la hết. Thì liệu sẽ có một cái việc khi mà sau này, khi mà cái tình hình bây giờ đang rối ren như vậy, đấu tranh như vậy, thì liệu châu Âu sẽ đến một cái mức nào đó để mà có thể làm theo cái mô tiếp chung như vậy? Và khi mà anh em biết Trung Quốc rồi, Ấn Độ rồi, Nga rồi, Mỹ rồi đó, Mỹ thì giờ cái tình hình pháp lý mình không có nói tới, tại vì nó quá là rối ren mà nó quá là hỗn loạn đi. Nhưng mà nội cái vấn đề Fed không đó, thì anh em cũng đủ hiểu nó đã tác động tới thị trường như thế nào. Và trong cái việc nâng lãi suất của Fed đó, thì anh em thấy rằng là mỗi lần mà Fed họp á, thì Fed cũng nói tới việc nâng lãi suất, đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó nó sẽ có cái việc nữa, đó chính là việc áp thuế, những cái việc thuế tiền mã hóa của lưỡng viện Hoa Kỳ họ đối chấp với nhau. Và một cái việc nữa mà Fed rất quan tâm chính là về CBDC của Mỹ đó. Và liệu châu Âu họ có bước vào cái vòng xoay này hay không, thì đó là những cái rủi ro mà mình sau khi mình nhìn cái bức tranh tổng quan như vậy, mình đưa ra một cái lời dự đoán như vậy. Và mình hy vọng rằng á, là những cái dự đoán của mình nó sẽ không có đúng. Tại vì nếu mà châu Âu mà họ bước vào mà họ hành động tiếp tục giống như những cái gì mình vừa chia sẻ, thì nó lại vô tình chung nó lại là một cái áp lực cực kỳ nặng nề khác tác động lên Bitcoin đó. Tại vì là tuần trước và cuối tuần trước thì mình cũng đưa ra một cái video nói rằng là anh em nên cẩn thận, tại vì ngày 18 tháng 2 sắp tới gần, cái dự thảo luật của Nga đó, và sẽ có rất nhiều biến cố. Thì trong tuần này nó đã có biến cố thật, và mình hy vọng rằng là những cái đây sẽ là cái quan điểm dự đoán tiếp theo của mình đó. Nhưng mà mình hy vọng rằng là nó sẽ không có xảy ra đó, và mình hy vọng rằng là mình sẽ sai. Nhưng mà đây cũng là một cái quan điểm mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em ha. Thì chúng ta hãy nói một tí qua tình hình on-chain đi. Thì tình hình on-chain của chúng ta cũng khá là ảm đạm trong tuần này, khi mà chúng ta bây giờ những cái hoạt động trên mạng Bitcoin á anh em,
cái hoạt động trên mạng Bitcoin trong cái giai đoạn này á, nó tương tự như giai đoạn của năm 2019 vậy. Tức là nó khá là nhàm chán, nó chẳng có gì để làm trên đây rồi. Và nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 275.000 những cái đối tượng giao dịch hàng ngày mà thôi. Nó thực sự khác xa với cái đỉnh trước đây khi mà chúng ta từng đạt được trong suốt năm 2021. Tức là sao? Tức là khi mà những cái số lượng giao dịch, những cái đối tượng giao dịch họ giao dịch trên mạng Bitcoin đó nó nhàm chán như vậy thì chứng tỏ rằng là giao dịch mua bán không nhiều. Và dường như người ta đã quá chán nản với cái thị trường này rồi. Và người ta không có tham gia vào thị trường nữa. Bởi vậy chúng ta sẽ không có những cái con số giao dịch quá là cao như trước đây. Chúng ta không có những cái sự hoạt bát, chúng ta không có những cái sự náo nhiệt của những người tham gia vào thị trường. Thì đó cũng là một cái tín hiệu mà mình cho rằng là xấu ha. Và cái điểm cuối cùng rằng là mình muốn chia sẻ đến cho anh em đó chính là về cái STH và cái LTH này. Cái STH này á, đây chính là một cái mà mình dịch ra tiếng Việt đó, đó chính là những cái người mà họ nắm giữ Bitcoin, họ chơi theo một cái xu hướng ngắn hạn ha. Còn cái LTH này á, là những cái người chơi Bitcoin theo một cái xu hướng dài hạn. Thì ở đây á, cái biểu đồ này nó cho chúng ta thấy được là điều gì? Ở cái biểu đồ này nó cho chúng ta thấy được rằng là cái nguồn cung mà những cái nhà nắm giữ đầu tư dài hạn và cái nguồn cung mà những nhà nắm giữ đầu tư ngắn hạn đó, thì cả hai dài hạn và ngắn hạn các ông mua Bitcoin thì cái nguồn cung mà các ông đang bị lỗ đó thì nó rơi vào tầm khoảng là bao nhiêu đây anh em? Mà khi mình cộng cái này lại thì anh em biết nó rơi vào tầm khoảng là 28,7%. Tức là 28,7% nguồn cung Bitcoin đang bị lỗ, và trong 28,7% đó thì chúng ta có 15,6% của những nhà đầu tư ngắn hạn và 13,1% của những nhà đầu tư dài hạn. Tức là sao? Tức là với cái giai đoạn hiện tại thì cả nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn đều đi bụi hết, không ông nào là ăn cả. Đó. Và cái điều mà càng xấu hơn là trong cái 28,7% này thì những nhà đầu tư ngắn hạn họ đang phải chịu cái mức phần trăm lỗ hơn những nhà đầu tư dài hạn trong 28,7% này. Và thường thì những nhà đầu tư ngắn hạn đó thì tâm lý của họ nó sẽ khác biệt với những nhà đầu tư dài hạn, và cái thời gian họ nắm giữ Bitcoin họ cũng sẽ ngắn hơn, tại vì họ là nhà đầu tư ngắn hạn mà, cái thời gian giữ BTC họ sẽ ngắn hơn, cái tâm lý họ tham gia vào thị trường nó sẽ ngắn hơn, và cái áp lực bán của họ cũng sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, và cái phần trăm của họ đang bị lỗ nó lại chiếm phần trăm nhiều hơn cái thời gian của những nhà đầu tư dài hạn. Nên đó cũng là một cái áp lực khác vô tình tạo nên cái xu hướng diễn biến xấu của BTC trong thời gian sắp tới ha. Rồi thì đó là những gì mà trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Và thực sự thì tình hình của chúng ta bây giờ nó tệ thì nó cũng đã tệ rồi, nhưng mình cũng mong muốn rằng là anh em chúng ta, nếu mà chúng ta tham gia vào thị trường ngay tại thời điểm này thì chúng ta cũng phải tìm hiểu thật kỹ, tại vì mình không phải là người đưa ra những cái định hướng tham gia vào thị trường cho anh em. Và nếu anh em nào mà đã tham gia rồi mà chúng ta đã gặp những khoản lỗ thì chúng ta cũng hãy bình tâm lại và chúng ta cơ cấu lại cái portfolio của mình. Và một lần nữa thì mình cũng hy vọng rằng là những cái tin tức xấu này chúng ta có thể cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Và cái điều mà mình muốn gửi gắm đến từ tận đáy lòng mình đến cho tất cả anh em là chúng ta hãy đừng để những cái gì đó nó quá xấu từ cái thị trường này, từ cái việc giảm giá này mà nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống bên ngoài của anh em. Và nhất không phải là về tiền bạc đâu, mà nhất là về mặt tâm lý nữa. Tại vì là mình hiểu rằng là nếu mà chúng ta gặp bất kỳ một cái gì đó về mặt tâm lý, mặt ảm đạm đúng không, thì anh em cái chất lượng sống ở bên ngoài cuộc sống của anh em á, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại vì là chúng ta không chỉ, cái thị trường này chỉ là một cái nơi để mà chúng ta có thể đầu tư một cách nó đúng đắn, và một xem như là một cái khoản mới trong cái hành trình công việc của chúng ta vậy. Chứ không có phải là một cái gì đó mà chúng ta đánh đổi cả cuộc sống vào đây. Đó, để từ đó anh em có một cái tâm lý rằng là nó tiêu cực quá để mà ảnh hưởng đến cái cuộc sống bên ngoài nữa ha. Tại vì cuộc sống của chúng ta còn nhiều cái mà. Nếu mà anh em nào mà có gia đình rồi hoặc là có những cái gì đó niềm vui khác đó, thì mình cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ không để những cái việc như thế này, đó, đến cái giai đoạn như thế này nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống bên ngoài chúng ta, và nhất là về mặt sức khỏe nữa. Tại vì mình cũng hiểu rằng là anh em có rất nhiều anh em mà thức đêm thức hôm hoặc là bị tâm lý gì đó mà không làm việc được, rồi sợ hãi ăn uống không ngon cũng không yên gì đó. Thì mình hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ đừng có để những cái đó ảnh hưởng nữa. Và một lần nữa mình xin rất cảm ơn anh em đã xem video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở video tuần sau nha. Bye bye.